chào bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý sản phẩm siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. À, thưa bạn, trong video này thì Kiều Anh sẽ chia sẻ tới mọi người những lý do chúng ta nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ. À, thưa bạn, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay thì sức khỏe chính là vấn đề được chúng ta quan tâm hàng đầu. ở à, chúng ta thì thường lựa chọn những sản phẩm những loại thực phẩm phù hợp để có thể là bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là tăng cường sức khỏe và tinh dầu thông đỏ cũng là một trong những sản phẩm được rất rất nhiều người ưa chuộng sử dụng trên thị trường hiện nay bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ Hàn Quốc này là một trong những sản phẩm không chỉ được người dân Hàn Quốc ưa chuộng sử dụng mà ngay cả người dân ở nhiều nước trên thế giới cũng đang dần trở nên phổ biến với sản phẩm này vậy sản phẩm tinh dầu thông đỏ này có điểm gì khác so với những sản phẩm trên thị trường hiện nay? Cũng như là nó hoạt động như thế nào? Và những lý do gì mà chúng ta nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ? Đó chính là những câu hỏi được rất nhiều khách hàng thắc mắc. Và hiểu được điều này thì siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ cũng như là Kiều Anh đã có sự so sánh cũng như là tìm hiểu và sẽ chia sẻ tới các bạn. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu rõ sản phẩm tinh dầu thông đỏ là gì. À, tinh dầu thông đỏ là một trong những loại tinh dầu quý hiếm được rất nhiều người sử dụng hiện nay và nó được chiết xuất từ lá và vỏ của cây thông đỏ. một trong những loại thực vật quý hiếm được xếp vào danh sách là có nguy cơ tiệt chủng và được trồng tại Hàn Quốc ở độ cao là từ 1.300m cho đến là 1.700m và cây thông đỏ Hàn Quốc thì có tuổi thọ trung bình từ 100 cho đến là 200 năm. À, và với sản phẩm tinh dầu thông đỏ như thế này thì để chiết xuất ra được một sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì phải lên đến là một tháng được ép và trưng cất rồi sau đó mới được một viên tinh dầu thông đỏ nhỏ và theo Tư điển đông y hàn quốc thì cây thông đỏ có tác dụng vô cùng mạnh mẽ trong việc là hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh phòng chống nhiều căn bệnh cũng như là tăng cường sức khỏe của con người à, và trong đó thì nổi bật nhất phải kể đến là việc hỗ trợ điều trị và phòng chống căn bệnh ung thư ở sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thì trong một viên tinh dầu thông đỏ vô cùng nhỏ thì có chứa hơn 5.000 hợp chất có tác dụng dược lý mạnh mẽ đối với cơ thể của con người chẳng hạn như là các vitamin tepen axit amin flavonoid hay là các hợp chất quan trọng khác như là axit amin à và chính vì vậy mà một sản phẩm tinh dầu thông đỏ này có thể là hỗ trợ điều trị lên đến 170 vấn đề liên quan về sức khỏe Vậy tại sao chúng ta nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ này cũng như là nó có những lý do gì quyết định để chúng ta nên sử dụng sản phẩm này thay vì bỏ tiền ra mua những loại thực phẩm đắt đỏ khác. Và dưới đây sẽ là 4 lý do mà bạn nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ. Đầu tiên, một trong những công dụng mà chúng ta cần phải kể đến khi nhắc về sản phẩm tinh dầu thông đỏ đó chính là khả năng hỗ trợ điều trị và phòng chống căn bệnh ung thư, một trong những căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong hàng đầu hiện nay. À, như kiều anh vừa chia sẻ ở trên thì trong mỗi một viên tinh dầu thông đỏ thì có chứa hơn 5.000 hợp chất có tác dụng tốt với sức khỏe và trong một viên tinh dầu nhỏ như thế này thôi thì có thể hỗ trợ điều trị lên đến 170 vấn đề liên quan với sức khỏe và ung thư chính là một trong những vấn đề đó à, bởi trong một viên tinh dầu thông đỏ như thế này thì có chứa hai hợp chất vô cùng quan trọng hỗ trợ điều trị và phòng chống ung thư đó là Palitexel và Tasos đây là hai chất được sử dụng trong việc là điều trị ung thư à, và khi chúng ta sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể là phòng chống được căn bệnh này đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà đang trong quá trình mà điều trị ung thư à, và chúng ta phải xạ trị hay là trải qua việc phải sử dụng hóa chất thì sử dụng tinh dầu thông đỏ chính là một trong những phương pháp an toàn hiệu quả mà lại mang lại sức khỏe tối đa nhất cho bạn. À, đặc biệt trong một viên tinh dầu thông đỏ như thế này thì còn có chứa các chất chống oxy hóa, các loại vitamin A, E và K, cũng như là các axit amin quan trọng à, và những chất này thì có tác dụng là chống lại sự lão hóa của các gốc tự do. Từ đó thì phòng chống căn bệnh ung thư một cách hiệu quả nhất, cũng như là mang đến cho chúng ta một sức khỏe tốt hơn và mạnh khỏe hơn. À và đó chính là lý do đầu tiên cũng như là lý do thuyết phục nhất mà chúng ta nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ thay vì phải bỏ tiền ra sử dụng những loại thực phẩm đắt đỏ khác. Thứ hai, lý do chúng ta nên sử dụng tinh dầu thông đỏ là bởi sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ Hàn Quốc này thì có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng chống nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, tiểu đường hay thậm chí là một số căn bệnh như là sơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và thậm chí là phòng chống đột quỵ. vậy tại sao sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ Hàn Quốc này nó lại có công dụng tuyệt vời như vậy? Thì Kiều Anh xin được giải thích rằng ở sản phẩm tinh dầu thông đỏ có chứa chất chống oxy hóa cũng như là các vitamin và axit amin những chất này thì có tác dụng là làm tan các cholesterol xấu hình thành trong mạch máu của chúng ta và từ đó là giảm tình trạng mắc phải căn bệnh huyết áp cao dẫn đến những căn bệnh khác. Và đặc biệt đối với những bệnh nhân mà chúng ta đang mắc phải huyết áp cao, gan nhiễm mỡ hay là máu nhiễm mỡ thì khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ chỉ sau từ 2 cho đến là 3 tháng sử dụng thôi thì các chỉ số bệnh này của chúng ta sẽ được đưa về mức bình thường. Cũng như là việc nếu như chúng ta kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, có chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý thì Kiều Anh tin chắc rằng chỉ sau 2 cho đến là 3 tháng sử dụng, ở các căn bệnh này của chúng ta sẽ được đưa về mức bình thường. Cũng như là việc từ chỉ số gan nhiễm mỡ hay là huyết áp cao của chúng ta sẽ được giảm thiểu đi, từ đó thì tránh là dẫn đến những biến chứng nguy hiểm về sau. Nhiều nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng ở những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị những căn bệnh như là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hay là huyết áp cao thì khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ như thế này thì quá trình điều trị cũng như là hồi phục sẽ nhanh hơn so với là những bệnh nhân không sử dụng. Lý do thứ ba mà chúng ta nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ cũng như là một trong những lý do vô cùng tuyệt vời được khá là nhiều người yêu thích đó chính là khả năng là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm lão hóa sớm là một trong những tình trạng khiến cho khá nhiều chị em phụ nữ phải lo sợ bởi vì nó có thể là dẫn đến những biểu hiện trên cơ thể của chúng ta chẳng hạn như là việc da rẻ của chúng ta trở nên khô ráp nhăn nheo ở gương mặt của chúng ta xuất hiện các nếp nhăn tàn nhang hay là nám và lão hóa sớm thì cũng dẫn đến việc liên quan đến một số vấn đề về sức khỏe như là suy giảm hệ miễn dịch cũng như là sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta vậy tại sao sản phẩm tinh dầu thông đỏ nó có thể là ngăn chặn được tình trạng lão hóa sớm cũng như là kéo dài tuổi thọ thì kiều anh xin được giải thích rằng trong sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thì có chứa các chất chống oxy hóa cùng với các vitamin và khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ chúng sẽ ngăn chặn sự lão hóa của các gốc tự do cũng như là khiến cho các tế bào trong cơ thể của chúng ta trẻ hơn À, và từ đó thì khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ này trong một thời gian à, chúng ta sẽ cảm thấy là da rẻ của mình trở nên hồng hào căng bóng mịn màng hơn và thậm chí sản phẩm này thì còn được sử dụng trong việc làm đẹp đó chính là người ta sử dụng sản phẩm này để chăm sóc da hay là giúp chữa trị nám tàn nhang và với sản phẩm tinh dầu thông đỏ này nó không chỉ hỗ trợ làm đẹp ngăn chặn sự lão hóa từ bên ngoài mà khi chúng ta sử dụng uống vào bên trong thì nó sẽ thay đổi các tế bào kích thích sự phát triển của các nội tiết tố cũng như là ngăn chặn sự lão hóa sớm và từ đó thì khiến cho chúng ta là có làn da căng bóng mịn màng cũng như là tránh được việc lão hóa sớm thể hiện lên khuôn mặt của chúng ta thứ tư một trong những lý do để chúng ta sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ đó chính là khả năng tăng cường hệ miễn dịch à, như chúng ta đều biết thì hệ miễn dịch là một trong những lớp hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta à, tránh khỏi các tác nhân gây bệnh à, như là những bệnh cảm cúm hay là ốm vặt bình thường À, nếu như bạn cảm thấy rằng mình thường xuyên mắc phải các căn bệnh vặt như là ho sổ mũi cảm cúm sốt hay là ốm vặt thì chúng ta nên xem lại hệ miễn dịch của mình nghĩa là khi đó thì hệ miễn dịch của chúng ta đã bị suy yếu thay vì việc sử dụng các loại thuốc tân dược thì kiều oanh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ hàn quốc như thế này à, vậy tại sao sản phẩm tinh dầu thông đỏ này nó lại giúp là tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta bởi vì các hợp chất có trong tinh dầu thông đỏ không chỉ là hỗ trợ ngăn ngừa được những căn bệnh nguy hiểm chống lại lão hóa mà nó còn có khả năng là tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta cũng như là khả năng khiến cho hệ miễn dịch của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ đồng nghĩa với việc là sức khỏe của chúng ta được tăng lên và khả năng nhiễm các căn bệnh vặt như là ho sổ mũi cảm cúm thì cũng không còn nữa và với sản phẩm này thì vô cùng tốt khi sử dụng dành cho người cao tuổi bởi khi người cao tuổi khi đã già về rồi thì khả năng mắc phải những căn bệnh của họ thì sẽ trở nên dễ dàng hơn cũng như là sức khỏe của họ thì ngày một suy yếu vì vậy việc sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ hàn quốc là một trong những điều đúng đắn để kéo dài tuổi thọ cho người cao tuổi cũng như là hỗ trợ ngăn ngừa những căn bệnh ở về tuổi già và quan trọng nhất là tăng cường hệ miễn dịch cho họ vâng với bốn lý do mà kiều anh vừa chia sẻ bên trên đây thì hẳn đã củng cố thêm niềm tin để các bạn tin chắc rằng chúng ta cần phải sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ ngay bây giờ để tăng cường sức khỏe cũng như là ngăn ngừa một số căn bệnh nhất định và đặc biệt đối với những người mà chúng ta đang mắc phải một số căn bệnh như kiều anh vừa kể trên thì chúng ta hãy sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ ngay trong hôm nay để quá trình điều trị của chúng ta được hiệu quả hơn và ngay cả người bình thường thì chúng ta muốn tăng cường sức khỏe kéo dài tuổi thọ thì cũng có thể sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ này như một liệu pháp, như một loại thuốc bổ để giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Và Kiều Anh cũng xin được gợi ý một trong những địa điểm uy tín để các bạn có thể đặt mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ và sở hữu nó ngay trong hôm nay. Đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì có những chính sách cam kết cũng như là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Đó chính là khi nhận sản phẩm, bạn được phép kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. À, hay là trong vòng 7 ngày thì bạn được phép là đổi trả sản phẩm nếu như khi nhận hàng chúng ta thấy hàng không đúng với những gì mà video đã mô tả. Đặc biệt, tất cả những sản phẩm được bày bán tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ luôn được chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cũng như việc siêu thị Hàn Quốc thì có địa chỉ uy tín rõ ràng để các bạn có thể là an tâm hơn. À vậy phải làm như thế nào để có thể sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời như thế này thì Kiều anh xin được gợi ý một trong ba phương thức để các bạn có thể đặt hàng. Đầu tiên, các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn mua hàng. Kiều anh xin nhắc lại một lần nữa, đó là 0904363985. Thứ hai, các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để mua hàng cũng như là đặt hàng sản phẩm. Thứ ba, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ Hàn Quốc, cũng như là nhận được những tư vấn trực tiếp đến từ các chuyên viên. Vâng, chỉ với một trong ba phương thức trên thôi chúng ta đã có thể sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này mà không cần phải đi lại quá nhiều rồi hy vọng với những thông tin mà kiều anh đã chia sẻ cho các bạn trong video clip ngày hôm nay thì đã củng cố thêm niềm tin cho các bạn những lý do chúng ta nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ. À vâng hy vọng clip đã mang lại cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Nếu như còn thắc mắc thì các bạn hãy truy cập vào các video phía tay phải của Kiều Anh để biết thêm thông tin về sản phẩm tinh dầu thông đỏ. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ để nhận được các video mới nhất, bổ ích nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh để giúp cho kênh của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h ngày một lớn mạnh hơn.